phải celeb toàn đi du lịch mua sắm xài hàng sang. Quần quật như con chó chỉ để lên mua xe chụp hình nằm ngang. Tụi mày muốn biến những thứ đó trở thành một phần hành trang nhưng tao không quan tâm. Tao muốn nhiều hơn, tao muốn nhiều hơn, tao muốn nhiều hơn. Tao muốn có hết mọi thứ từ hợp đồng lớn tới mấy tờ đơn. Tao muốn chỉ ngồi một chỗ tụi nó phải đến cuối nói làm ơn. Tao muốn lấy của tụi nó vẫn phải nói lời cảm ơn. Tao muốn điều đó, dù tao biết để có được nó thì rất là khó. Nhưng tao muốn điều đó, tao muốn biết mình phải làm gì đây để có được nó. Trong suy nghĩ không thể ruồng bỏ, chọn chăm chỉ để leo từng chút. Hay cứ bất chấp của lỡ thất bại thì có con mẹ nó về chuồng bò. Trong đầu tao vẫn còn nhiều thứ, những điều mà chính bản thân tao nhất định phải thử. Chỉ đơn giản là sợ hãi chứ phải bình đéo đâu mà phải cự. Nếu mày không dám đi thì cứ đứng đó diễn biến bước chân của tao mở lối đi về quỷ dữ. Vẫn có bước dù cho gầy hao, đời cứ sống kinh tiếng ngồi gom từng miếng vào trong một bao. Dẫn đầu trên con sống dữ, tao muốn lướt đến nhưng vì sao? Tao không thèm khác thứ tao muốn vì thứ tao muốn sẽ thuộc về tao. Biết làm sao? Chẳng hề biết làm sao. Mày ngỡ mày đi đằng trước nhưng thật ra là chỉ đứng đằng sau. Bản thân còn là cọng cỏ mà so với lúa cứ ngỡ bằng nhau. Cái bọn đồng bằng rừng rú, bộ sở thú để sống vậy sao? Cầm vũ khí thì cầm cho chắc lên. Vũ khí đã xong ra đánh thì cần phải đánh để người ta nhắc tên. Bùng cháy trong một giây phút và ngay sau đó chỉ trong một khắc quên. Tao thì không mong muốn điều đó, tao muốn sừng sững như một tượng đài để mãi mãi được người đời nhắc đến. Tao muốn bay lên cao và tỏa sáng. Biết là khó khăn nhiều nhưng lay hoài xong vẫn phải gắng.